Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị nghe bản tin nhanh hôm nay với một số sự kiện chính. Ít nhất hai trẻ em thiệt mạng sau vụ tấn công bằng dao tại một lớp học khiêu vũ ở Anh Quốc. Người dân Úc được cảnh báo không nên đi du lịch đến Lebanon vì lo ngại về một cuộc tấn công của Israel. Việt Nam có hơn 90% dân số là chủ thuê bao Internet di động. Và sau đây là bản tin chi tiết. Ít nhất hai trẻ em đã thiệt mạng và một số trẻ khác đang trong tình trạng nguy kịch sau vụ tấn công bằng dao tại một lớp học khiêu vũ ở thị trấn ven biển Southport, phía tây bắc nước Anh. Cảnh sát đã mô tả đây là một vụ tấn công tàn ác và đã bắt giữ một nam thanh niên 17 tuổi. Trong lúc này, tại khu vực Trung Đông, chính phủ Úc đang khuyến cáo người dân Úc không nên đi du lịch đến Lebanon và yêu cầu những người đang ở nơi này thì rời đi ngay lập tức vì lo ngại về một cuộc tấn công của Israel. Cảnh báo này được đưa ra khi đám đông người biểu tình Druze giận dữ ở Cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng đã phản đối chuyến thăm của thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ông đã đến khu vực này để chia buồn với cái chết của 12 người trong một cuộc tấn công bằng tên lửa ở Cao nguyên Golan vào hôm thứ bảy. Trở về với vấn đề biến đổi khí hậu tại Úc. Bộ trưởng Tài chính Jim Chalmers và Bộ trưởng Biến đổi khí hậu năng lượng Chris Bowen, sẽ tổ chức các cuộc đàm phán tại Brisbane với những người đồng cấp từ New Zealand. Ông Jim Chalmers cho biết, các cuộc đàm phán hôm nay nhằm mục đích thống nhất các nỗ lực và tận dụng tối đa quá trình chuyển đổi phát thải dòng bằng không đang diễn ra ở cả hai quốc gia. Cũng trên chính trường Úc, phiên điều trần công khai về dự luật diệt chủng của Thượng nghị sĩ độc lập Lydia Thorpe cũng bắt đầu ngày hôm nay tại Ủy ban Pháp lý và Hiến pháp của Thượng viện. Dự luật này nhằm mục đích xóa bỏ quyền của Tổng trưởng Lý trong việc ngăn chặn việc truy tố tội diệt chủng, tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người khỏi các tòa án Úc. Quý thính giả đang nghe bản tin nhanh của SBS tiếng Việt với Xuân Ngọc đến với khu vực Nam Mỹ. Panama đang rút các nhà ngoại giao của mình khỏi Venezuela vì lo ngại về kết quả bầu cử tổng thống ở nước này cơ quan bầu cử quốc gia Venezuela cho biết Tổng thống Nicolas Maduro đã giành chiến thắng nhiệm kỳ thứ ba của ông với 51% số phiếu bầu. Thế nhưng phe đối lập Venezuela đã bác bỏ thông báo đó, nói rằng đó là gian lận và hứa sẽ phản đối kết quả. Chuyển qua tình hình tại Hoa Kỳ, Tổng thống Hoa Kỳ ông Joe Biden đã đề xuất cải cách tòa án tối cao của đất nước này, bao gồm giới hạn nhiệm kỳ cho các thẩm phán và một bộ quy tắc đạo đức để khôi phục lòng tin và trách nhiệm giải trình đối với chín thẩm phán của tòa án. Các thẩm phán hiện có thể phục vụ trọn đời. Ông Biden cũng muốn có một sửa đổi hiến pháp hạn chế quyền miễn trừ của tổng thống. Điều này sẽ đảo ngược phán quyết gần đây của tòa án tối cao. Trong lúc này, những người biểu tình Israel đã xông vào một căn cứ quân sự để thể hiện sự ủng hộ của họ đối với những người lính bị buộc tội ngược đãi một tù nhân Palestine. Đài phát thanh quân đội Israel cho biết, cảnh sát quân sự đã đến trại giam Steitman, nơi có khoảng 10 lính dự bị đang bị tình nghi ngược đãi một tù nhân bị Hamas bắt giữ. Truyền qua một tin thể thao, vận động viên Molly O'Callaghan của Úc đã giành được huy chương vàng, vượt qua người đồng đội Ariantistmus ở nội dung 200m bơi sải dành cho nữ vận động viên tại thế vận hội Paris. Trong khi đó ở môn hockey Đội tuyển Hockey Úc đã đánh bại Vương quốc Anh với tỷ số 4-0 trong trận đấu thuộc vòng bảng gần nhất. Còn kỵ sĩ Christopher Burton đã giành được huy chương bạc ở nội dung cá nhân, một thành tích mà anh gọi là một giấc mơ trở thành hiện thực. Và bây giờ là tin Việt Nam. Trung bình 100 người dân Việt Nam có gần 92 người thuê bao di động bằng thông rộng, phần lớn họ sử dụng điện thoại thông minh smartphone, theo Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết tại một hội nghị hôm 29 tháng 7 được báo VnExpress, VietnamBiz và một số trang tin trong nước đưa tin. Điểm lại 6 tháng đầu năm thì bộ đưa ra thông tin là số thuê bao băng thông rộng ở Việt Nam đã tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2023, đã được trung bình là 91,9 trên 100 dân. Đây cũng là lần đầu tiên tỷ lệ này cao hơn 90% vượt được mục tiêu là 87,5% mà bộ đề ra cho năm 2024, theo VN Express. Với tỷ lệ người sử dụng Internet nói chung ở Việt Nam, thì con số ước tính là 78,1%, theo VN Express, trích dẫn số liệu của Bộ Thông tin và Truyền thông. Cùng với sự gia tăng ấn tượng về số thuê bao internet di động, lượng người sử dụng mạng băng thông rộng cố định cũng đã tăng mạnh ở Việt Nam, đạt mức 23,5 trên 100 dân, tăng 6,8% và đạt 96% kế hoạch của năm. Trong số này thì tỷ lệ hộ gia đình sử dụng cáp quang đến 82,2%. Những số liệu cho thấy sự phát triển và phổ biến của mạng internet tại Việt Nam ngày càng mạnh mẽ.